Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm của quân đội, nhất là hội thảo về 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, bảo đảm hiệu quả, chu đáo. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón và phục vụ khách tham quan, hứa hẹn là nơi tham quan học tập, nghiên cứu về lịch sử hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Gần 80 năm qua, pháo binh Việt Nam luôn phát huy truyền thống tự hào, chân đồng, vai sắt, đánh sỏi, bắn trúng, thể hiện được vai trò là hỏa lực chủ yếu của lục quân, hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Núi Phú Sĩ tại Nhật Bản lần đầu tiên trong 130 năm chưa có tuyết rơi vào tháng 10. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sáng nay, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tháng 10 trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Trọng tâm là quyết liệt triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị. Các cơ quan đã tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12. Tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2024. Hoàn thành chất lượng toàn bộ hồ sơ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trình Quốc hội theo quy định. Các cơ quan đơn vị tiến hành hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn, các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả. Các đơn vị đã chủ động giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 6. Cơ quan Tổng cục Chính trị giữ vững ổn định, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tích cực cải cách hành chính, chuyển đổi số, thi đua hoàn thành các công trình dự án chào mừng dịp 22 tháng 12. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai kế hoạch, rà soát chặt chẽ nội dung các chương trình hoạt động kỷ niệm trọng tâm, nhất là hội thảo về 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, bảo đảm hiệu quả, chu đáo, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, cứu hộ cứu nạn, gương người tốt việc tốt, tạo điểm nhấn, lan tỏa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các nội dung phục vụ tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng nhấn mạnh các cơ quan đơn vị cần quyết liệt phối hợp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát, phải làm thật chặt chẽ chất lượng công tác cán bộ, công tác chính sách. Tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay chủ trì duyệt nội dung chương trình Hành trình mở lối sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Chương trình Hành trình mở lối gồm hai phần: khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng và chương trình nghệ thuật Hành trình mở lối, khái quát chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của quân đội ta, gắn liền với lộ trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng. Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là một trong những nội dung được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt chỉ đạo nhằm thống nhất quản lý nhà nước về quốc phòng, làm hành lang pháp lý để hiện thực hóa chủ trương xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan đơn vị làm thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng các tiết mục nghệ thuật, các phóng sự để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện, lan tỏa ý nghĩa của chương trình tới cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước. Dự kiến chương trình nghệ thuật Hành trình mở lối sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 11 tới đây tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
Hội nghị tổng kết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được tổ chức vào chiều ngày hôm nay với sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ ngày 22 đến 23 tháng 10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào đã phối hợp với tỉnh Sơn La Việt Nam và tỉnh Hùa Phan Lào tổ chức thành công tốt đẹp hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai. Để góp phần vào thành công của sự kiện, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị trong quân đội với các sở ban ngành chức năng của địa phương được thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ và hiệu quả. Tại Việt Nam, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Lào lần thứ hai đã được tuyên truyền quảng bá sâu rộng trên các phương tiện truyền thông trước, trong và sau giao lưu. Tham gia tuyên truyền tại thực địa có 90 phóng viên của 43 cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội. Có 1.215 tin bài phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại Lào, kênh truyền hình quốc gia Lào, các trang báo chính thức của Lào như website Nhân dân, Thông tấn xã, Quân đội đều đưa tin bài sâu đậm tuyên truyền về hoạt động này. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương các cơ quan đơn vị đã rất nỗ lực, khẩn trương, chủ động, chu đáo, phối hợp hiệu quả trong thời gian ngắn để góp phần vào thành công của giao lưu. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt đánh giá cao hiệu ứng lan tỏa của sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong cộng đồng người dân hai bên biên giới. Và lưu ý, từ nay tới cuối năm 2024, còn nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng, đặc biệt là đón nhiều đoàn đại biểu quân sự cấp cao các nước tới thăm Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong năm 2025, dự kiến tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu biên giới quan trọng, đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tại trường bắn quốc gia TB5, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng sáng nay tổ chức tổng duyệt diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không Không quân năm 2024. Dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình. Trong diễn tập lần này, Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không Không quân hiệp đồng huy động lực lượng phương tiện, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, có nhiều loại do quân đội nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến. Cùng tham gia diễn tập có các lực lượng thuộc quân khu 5, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và nhiều đơn vị đứng chân trên địa bàn. Quá trình tổng duyệt thực binh, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng hiệu quả các hình thức tác chiến, phát huy sức mạnh của vũ khí trang bị hiện có, thực hiện đánh chắc, giữ chắc các khu vực được phân công. Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các đơn vị, từ đó nâng cao năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong huấn luyện diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc nhiệm vụ phương án bắn, nhất là thời gian vào bắn, thoát ly của các biên đội tàu, biên đội trực thăng tiêm kích. Cán bộ chiến sĩ ở từng vị trí tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, đồng thời duy trì nghiêm kỷ luật thao trường, kỷ luật quân đội để diễn tập thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau 4 ngày diễn ra trong không khí sôi nổi hấp dẫn, vào chiều ngày hôm nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ bế mạc Liên hoan hát du, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong Phụ nữ quân đội năm 2024. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo bế mạc. 34 tập thể đã được trao cờ, đơn vị đạt kết quả xuất sắc. 25 tiết mục tiêu biểu cùng 45 cá nhân có thành tích biểu diễn xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Bằng sự sáng tạo tài hoa của các nghệ sĩ, các đội thi đã mang đến liên hoan những món ăn tinh thần đặc sắc, đa dạng về hình thức, phong phú về loại hình nghệ thuật nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa vùng miền, nơi đứng chân của các đơn vị. Sự thành công của liên hoan đã khẳng định tính hiệu quả trong triển khai mô hình câu lạc bộ phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát du, hát dân ca trong toàn quân, góp phần tạo không khí sinh hoạt văn hóa tinh thần sôi nổi. Từ đó cho thấy âm nhạc truyền thống không chỉ được gìn giữ trên các sân khấu chuyên nghiệp mà còn được bảo tồn phát triển trong sinh hoạt thường ngày của đơn vị quân đội và nhân dân, góp phần gìn giữ phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
theo trong bản tin. Với tinh thần giúp dân là mệnh lệnh của trái tim, những ngày vừa qua các đơn vị quân đội đã kịp thời xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân vùng lũ tại miền Trung. Gần 80 năm qua, pháo binh Việt Nam luôn phát huy truyền thống tự hào, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, thể hiện được vai trò là hỏa lực chủ yếu của lục quân, hỏa lực mặt đất chủ yếu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thưa quý khán giả, do ảnh hưởng của bão số 3, xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có 11 hộ dân nằm dưới thung lũng bị ngập úng hoàn toàn, ngập sâu từ 3 đến 4 mét, đường giao thông bị sạt lở nhiều vị trí, gây ách tắc cô lập. Còn tại địa bàn thôn Tà Han, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn xuất hiện nhiều vết nứt, nguy cơ sạt trượt với diện tích khoảng 5 hecta, trong đó thì có nhà ở, tài sản và 25 hộ dân đang sinh sống canh tác. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để sơ tán người và tài sản đến nơi ở tạm thời. Để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân, quân khu 1 đã đề nghị Bộ Quốc phòng bố trí nguồn ngân sách với tổng kinh phí là hơn 38 tỷ đồng để di chuyển các khu dân cư này. Trong đó thì các hạng mục chính gồm có san lấp tạo mặt bằng, xây dựng nhà ở, đường bê tông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật điện, nước, xây dựng nhà văn hóa thôn, điểm trường mầm non. Tại hội nghị thống nhất triển khai phương án đầu tư xây dựng dự án ổn định dân cư các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn vừa diễn ra, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về phương án thiết kế thi công các dự án để triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, dự kiến hai công trình hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã bị ngập lụt, nặng nhất là hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã có mặt kịp thời để giúp đỡ nhân dân trước, trong và sau lũ. Tranh thủ nước rút, trời hừng nắng, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ cô trò các trường mầm non, tiểu học bị ngập lụt của hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh để sớm trả lại không gian xanh, sạch, đẹp, đón các cháu đến trường. Với tình hình hiện tại thì có thể giúp đỡ người dân gặp mọi khó khăn, hậu quả do thiên tai và cơn bão số 6 gây ra, có thể góp phần vận sức của mình và cũng như là trách nhiệm của người chiến sĩ để giúp đỡ nhân dân. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và rất may mắn là có các đồng chí chiến sĩ bộ đội đã về là giúp nhà trường để dọn dẹp sân trường, cả cái kho, bể bơi, và hy vọng rằng trong thời gian đến thì cô và trò chúng tôi là sớm trở lại trường. Tính đến hôm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã khiến 7 người thiệt mạng, gần 33.000 ngôi nhà bị ngập lụt, hàng trăm hecta hoa màu bị phá hoại, hàng chục nghìn gia súc gia cầm bị cuốn trôi, trên 100 điểm bị ngập nước, hơn 13 km đường giao thông ngầm tràn, đê kè thủy lợi bị sạt lở. Ngay khi mưa lớn xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 5 đoàn công tác cùng hàng trăm lượt phương tiện, vận tải, tàu xuồng trực tiếp đến các địa bàn ngập lụt, di rời được hơn 10.000 hộ dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, đã có 3 bệnh nhân nặng và hai sản phụ chuyển dạ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Khi nước lũ còn chia cắt, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp vận chuyển được trên 15 tấn hàng cứu trợ, trích từ quỹ vốn hơn 100 triệu đồng mua vật chất hỗ trợ bà con. Cùng với tinh thần giúp dân là mệnh lệnh của trái tim, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã cử nhiều tổ công tác xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Trưa nay, đồn biên phòng Làng Ho đã phối hợp di rời khẩn cấp 13 hộ dân với 61 nhân khẩu ở bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy do phát hiện một vết nứt ở trên đồi phía sau bản, rộng khoảng 5-20cm, dài khoảng 50m, có nguy cơ sạt lở cao. Hiện vẫn còn hai xã ở huyện Lệ Thủy ngập sâu là Phong Thủy và Lộc Thủy. Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì tổ công tác hỗ trợ vệ sinh các điểm trường và vệ sinh phòng dịch. Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch chỉ đạo cho lực lượng quân y sẵn sàng các thuốc và các loại chất khử trùng tập trung vào các cái vùng là có nguy cơ ô nhiễm để kịp thời xử lý, bảo đảm nguồn nước sạch
phục vụ đời sống nhân dân. Trước đó, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79, Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng đến từng nhà tại các bản bị nước lũ cô lập, kịp thời di rời bà con đến tránh trú tại đơn vị, hỗ trợ lương thực và đồ dùng thiết yếu. Hôm nay tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Liên đoàn Cảng Thượng Hải và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức hội thảo tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tăng cường giao thương Việt Nam-Trung Quốc. Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định tầm quan trọng của việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tăng cường giao thương là cầu nối trong việc hợp tác kết nối thương mại bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ đến thúc đẩy các giải pháp xanh đều hướng tới mục tiêu chung, xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, tối ưu hóa và có khả năng thích ứng trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu. Là nhà khai thác cảng biển, dịch vụ logistics hàng đầu Việt Nam, trong những năm vừa qua, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các hãng tàu lớn trong lĩnh vực hàng hải, logistics của Trung Quốc đang hợp tác rất hiệu quả. Với thông điệp đồng hành hợp tác, phát triển bền vững, Tân Cảng Sài Gòn mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, cùng thúc đẩy các giải pháp xanh, giảm thiểu tác động môi trường và cùng hướng tới phát triển bền vững. Đáp ứng sự chờ đợi mong mỏi của quân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam tại vị trí mới đã chính thức mở cửa đón khách tham quan kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11. Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam chính thức mở cửa. Ngay từ sáng sớm thì rất đông du khách đã có mặt, háo hức chờ đợi được tham quan bảo tàng, trong đó có các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các em học sinh và các bạn trẻ. À, cả nhà đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị để đi đến đây để đưa các con đến để tham quan và cho các con tự thực tế được sờ vào những các hiện vật và những cái gọi là những cái di tích của lịch sử để lại. Lên đời chúng tôi rất là vui mừng khi nhìn lại những cái cảnh của ngày xưa chúng tôi đã từng chiến đấu. Hôm nay con thấy đi rất vui. Con ước mơ được đi nhiều hơn nữa. Con muốn đi cùng ba mẹ gia đình. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam không chỉ là nơi tham quan, học tập, nghiên cứu về lịch sử, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Với hệ thống hiện vật rất lớn được trưng bày theo phong cách khoa học, hiện đại, ứng dụng công nghệ 3D mapping, trình chiếu phim tài liệu xen kẽ, sự kết hợp sống động giữa âm thanh và ánh sáng giúp khách tham quan có những trải nghiệm thú vị và chân thực nhất. Trước khi đến đây thì em nghĩ là bảo tàng sẽ giống như những bảo tàng khác là nó sẽ khá là khô cứng, nhưng mà khi đến đây thì em thấy nó giống như một cái triển lãm nghệ thuật và có những thông tin rất là bổ ích cho những giới trẻ hiện nay như mẹ. Tôi thấy rằng là một cái sự đầu tư để hoàn thiện lại những cái sa bàn, những cái mốc kỷ niệm hay là những cái thiết bị phục vụ cho triển lãm và bảo tàng ở đây là một cái sự là chỉnh chu và rất là kỹ càng và đã tích lũy được rất nhiều hiện vật mà nó có giá trị mà những nơi khác người ta chưa cập nhật đầy đủ được. Bảo tàng sẽ miễn phí vé tham quan đến hết tháng 12 năm 2024 và đón khách từ 8 giờ đến 11 giờ 30 sáng, từ 13 giờ đến 16 giờ 30 các ngày trong tuần, trừ thứ hai và thứ sáu. Đây là cơ hội tuyệt vời để người dân đến tham quan tìm hiểu về lịch sử quân sự Việt Nam trong chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Quý khán giả và các đồng chí, trong hầu hết các cuộc đối đầu lịch sử giữa quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khó ai tin được rằng pháo binh Việt Nam với trang bị khí tài hạn chế có thể giành được ưu thế trên chiến trường.
Câu trả lời đến từ việc Bộ đội Pháo binh Việt Nam đã quán triệt và vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối quân sự của Đảng, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức và sử dụng pháo binh phù hợp với từng chiến dịch, từng giai đoạn chiến đấu, tạo thế và lực mạnh hơn địch để đóng góp vào thắng lợi chung trên chiến trường. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Bộ đội Pháo binh với vai trần, chân đất đã làm nên những kỳ tích phi thường. Cùng với các lực lượng khác, Bộ đội Pháo binh đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh để đưa pháo vượt hàng trăm km đường rừng núi hiểm trở lên chiếm lĩnh các điểm cao, bao quanh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hình thành thế vây hãm địch ngay từ đầu và trong suốt chiến dịch. Viên chỉ huy pháo binh của Pháp ở Điện Biên Phủ là Trung tá Biros, khi đó đã ngạo mạn tuyên bố sẽ làm cho pháo binh Việt Minh phải câm họng. Nhưng sự thật thì chính viên trung tá này đã phải tự sát ngay khi pháo binh của ta dội bão lửa xuống cứ điểm Đồi Độc Lập, làm tê liệt lực lượng pháo binh của quân đội Pháp. Và trong chiến dịch lịch sử này, pháo binh ta đã làm địch luôn hoang mang, run sợ và chịu nhiều tổn thất, bảo đảm chi viện hỏa lực chính xác, kịp thời cho bộ binh chiến đấu và giành chiến thắng. Đặc biệt, những khẩu pháo 105 ly lên cao, vào gần, bắn thẳng đã phát huy uy lực lớn, khiến quân thù khiếp sợ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là cột mốc đánh dấu bước phát triển vượt bậc của bộ đội pháo binh và nghệ thuật sử dụng pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, lực lượng pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam càng đánh càng mạnh, càng trưởng thành và đã có phần không nhỏ vào chiến công chung của dân tộc. Đặc biệt là trong chiến dịch Tây Nguyên, đây là chiến dịch mở đầu và mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, tạo thời cơ cho cuộc tổng tiến công và đổi dậy mùa xuân năm 1975. Trong trận then chốt tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột, quân ta đã tung ra một lực lượng pháo binh áp đảo quân địch. Với ưu thế vượt trội về lực lượng, lại được chuẩn bị chu đáo về thế trận và cách đánh. Sau 120 phút dồn dập bắn hàng nghìn quả đạn pháo cỡ lớn xuống các mục tiêu được chỉ định, pháo binh của ta đã chế áp được các mục tiêu quan trọng này, chi viện kịp thời cho bộ binh, xe tăng nhanh chóng tiến công làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã đánh dấu bước phát triển rất cao của lực lượng pháo binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong chiến dịch này, lãnh đạo chỉ huy các cấp của lực lượng pháo binh đã khéo léo vận dụng, kết hợp chặt chẽ những nguyên tắc sử dụng lực lượng và tác chiến của pháo binh với các lực lượng bạn, kết hợp tốt ba yếu tố: thời cơ, thế trận, lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường và tích cực sử dụng các loại súng pháo, đạn dược thu được của địch để bổ sung vào trang bị cho các đơn vị pháo binh trên chiến trường. Từ đó đã làm nên ưu thế về sức mạnh hỏa lực trong chiến dịch lịch sử này. Trải qua một chặng đường đầy gian khổ và vinh quang, lực lượng pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta viết nên khúc khải hoàn chiến thắng của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên mới, trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự quốc phòng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, binh chủng pháo binh tiếp tục vận dụng, phát triển nghệ thuật quân sự pháo binh sáng tạo, độc đáo, tập trung xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa mặt đất tinh, gọn, mạnh, tạo sức bật mới cho lực lượng pháo binh trong tác chiến hiện đại. Từ những phân đội trợ chiến, trang bị súng pháo thu được của địch, đã từng bước phát triển thành những tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn pháo binh hiện đại, có khả năng cơ động tác chiến trong các điều kiện địa hình phức tạp hay tác chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ quân sự, lực lượng pháo binh Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm, đầu tư nhiều chủng loại pháo thế hệ mới, hiện đại. Để có con người hiện đại, làm chủ vũ khí hiện đại, lực lượng pháo binh đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, chú trọng về chiến thuật và nghệ thuật tác chiến mới, cân đối lực lượng, bố trí pháo binh phù hợp với sự phát triển, điều chỉnh, tổ chức lực lượng của toàn quân, sẵn sàng chiến đấu cao cho mọi tình huống. Chúng tôi huấn luyện từ cơ bản đến phức tạp, kết hợp huấn luyện chuyên sâu và lấy thực hành là chính, và tổ chức huấn luyện trên nhiều đội hình khác nhau, kết hợp huấn luyện ngày,
huấn luyện đêm để bộ đội làm quen dần với các điều kiện chiến đấu, đặc biệt là yếu tố khi mà ánh sáng tầm nhìn hạn chế, và kết hợp với huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, trong đó có kết hợp di chuyển để bộ đội làm quen và thuần thục trong điều kiện chiến đấu mới. Sức mạnh chiến đấu của pháo binh đến từ các yếu tố cơ bản là nghệ thuật sử dụng, quy mô tổ chức biên chế và chất lượng vũ khí trang bị. Binh chủng pháo binh đang nỗ lực xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa tinh gọn mạnh, phù hợp với từng cấp trong tổng thể xây dựng lực lượng của quân đội ta hiện nay. Điều chỉnh tổ chức biên chế các cái đơn vị pháo binh là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi khách quan của tình hình, nhằm thực hiện thắng lợi cái mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và chúng tôi cũng đã có cái lộ trình theo từng giai đoạn để bảo đảm cho lực lượng pháo binh có cái cơ cấu tổ chức hợp lý, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gần 80 năm đồng hành cùng sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội ta, Bộ đội Pháo binh Việt Nam luôn phát huy truyền thống chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng, và có những bước phát triển vững chắc, khẳng định được vai trò là hỏa lực chủ yếu của lục quân, hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Tiếp theo trong bản tin, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đó tạo ra môi trường thương mại điện tử lành mạnh, công bằng, bền vững. Núi Phú Sĩ Nhật Bản phá kỷ lục 130 năm chưa có tuyết trong tháng 10. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025, 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2025 và 100 năm ngày sinh nhà báo Lý Văn Sáu mùng 5 tháng 11 năm 1924, mùng 5 tháng 11 năm 2024. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm và trưng bày chuyên đề Nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, một tấm lòng son sắt. Sự kiện gồm hai phần, tọa đàm và trưng bày chuyên đề về nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu, một người cầm bút tận tụy, một tấm lòng son sắt với Đảng, với dân. Các tham luận đã khẳng định, nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu là một trong những gương mặt tiêu biểu của báo chí cách mạng Việt Nam, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trên mặt trận chính trị, ngoại giao và phát triển ngành phát thanh truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, gần 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo, nhà ngoại giao Lý Văn Sáu đã nêu bật những đóng góp của ông đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và sự nghiệp ngoại giao Việt Nam. Tối nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, mùng 1 tháng 11 năm 1954, mùng 1 tháng 11 năm 2024. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Algeria tại Việt Nam, ngài Sofiane Chaib đã ôn lại lịch sử của đấu tranh của đất nước Algeria để giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân. Kể từ ngày toàn quốc khởi nghĩa mùng 1 tháng 11 năm 1954, Algeria đã trải qua 8 năm kháng chiến anh dũng. Hành trình lịch sử vẻ vang này đã định hình nền ngoại giao Algeria không ngừng đấu tranh ủng hộ chính nghĩa trên khắp thế giới và lương tri nhân loại kể từ khi đất nước giành được độc lập. Đại sứ Sofiane Chaib nhấn mạnh, nếu muốn nói đến một quốc gia nào đó mà Algeria cảm thấy rất gần gũi trong ngày quốc khánh, thì đó chính là Việt Nam, một đất nước cũng đã phải chịu đựng nhiều đau thương mất mát của chiến tranh trong nhiều thập kỷ. Và cuộc đấu tranh anh dũng của Việt Nam thực sự đã truyền cảm hứng rất lớn cho cuộc cách mạng Algeria. Cuộc đấu tranh giải phóng và sự tương đồng về số phận đã tạo nên tình cảm hữu nghị và đoàn kết vững chắc giữa Algeria và Việt Nam. Hai quốc gia đã ghi dấu mạnh mẽ trong thế kỷ 20 bằng các cuộc chiến tranh giải phóng của mình. Đại sứ Algeria tại Việt Nam khẳng định, trong quá khứ, Algeria và Việt Nam đã sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngày nay, hai quốc gia vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau đi trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Hội thảo trực tuyến xử trí ban đầu đột quỵ cấp tại cộng đồng, những điều nên làm và không nên làm vừa được tổ chức tại Đại học Y Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu cùng gần 1.000 bác sĩ, nhân viên y tế tuyến cơ sở. Chương trình nhằm trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực cấp cứu trường hợp đột quỵ não cấp cho tuyến y tế cơ sở, giảm tỷ lệ biến chứng tử vong liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này.
Theo các chuyên gia, Việt Nam có gần 200.000 ca đột quỵ mắc mới mỗi năm. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan. Không chỉ người dân lúng túng trong cách xử trí mà nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng gặp khó khăn. Thông qua buổi hội thảo, nhiều kiến thức về sơ cấp cứu, đột quỵ não cấp đã được trao đổi như là thông mạch bằng thuốc, không cho người bệnh ăn uống, bảo vệ đường thở. Quý khán giả, chỉ trong 9 tháng của năm nay thì người Việt Nam đã chi khoảng 8,9 tỷ đô la Mỹ để mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, tức là mỗi tháng thì người Việt Nam chi tới gần 1 tỷ đô la Mỹ để mua sắm trực tuyến. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện có quy mô lớn thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á với hơn 61 triệu người mua sắm online. Đây là miền đất hứa đầy hấp dẫn đối với các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Là một người thường xuyên mua hàng online, anh Quân cho hay chưa bao giờ mua sắm trực tuyến xuyên biên giới lại dễ dàng như bây giờ. Chỉ với một cú nhấp chuột, anh có thể nhận hàng từ nước ngoài về chỉ sau 3 đến 4 ngày, với giá cả hợp lý, đa dạng mẫu mã. Trung bình là tầm khoảng 3 đến 4 ngày là mình sẽ nhận được hàng. Mình sẽ ưu tiên những cái đơn từ bên nước ngoài, tại vì giá nó tốt, nè, phí ship nó cũng rẻ nữa. Và mình thấy là có một cái ưu điểm đó là hàng nước ngoài thì có cái cam kết về thời gian giao hàng. Thì nếu mà quá thời gian giao hàng đó thì bạn sẽ nhận được một số tiền nó được đền bù. Không chỉ xây dựng giao diện tiếng Việt, các sàn thương mại điện tử từ nước ngoài còn mời hàng loạt KOL, KOC của Việt Nam tham gia livestream trực tiếp từ các tổng kho sát biên giới, giúp thu hút người tiêu dùng Việt hơn. Họ chỉnh chu về bối cảnh và cả con người, họ giới thiệu một cái sản phẩm rất là nhanh và họ không làm cho người xem bị buồn ngủ và bị lan man. Họ chỉ đi tập trung vào vấn đề là sản phẩm này có gì và như thế nào, màu gì đó, xong họ chuyển qua cái sản phẩm khác. Nó đủ những cái yếu tố mà người mua cần biết và thu hút người mua xem nhưng không bị chán nản bởi những cái thông tin ngoài lề. Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Taobao, 1688, Shein đã tiếp cận người tiêu dùng Việt. Mới đây nhất, sàn thương mại điện tử Temu đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Trong suốt một tháng qua, nền tảng mua sắm online này đã liên tục quảng cáo thu hút người dùng Việt Nam bởi hàng loạt chính sách ưu đãi như giảm giá tới 90%, chương trình tiếp thị liên kết chiết khấu tới 30% cho người dùng. Nhờ những cái trang thương mại điện tử này thì chúng em có thể cập nhật xu hướng nhanh hơn, hoặc là đu trend nhanh hơn, chẳng hạn rủi ro mình nghĩ thì chắc có lẽ là việc trả hàng hoặc là kiểm tra hàng hóa, tại vì cũng là những cái hàng từ xa ship tới mà cũng nếu mà không thể đổi trả thì rất là khó cho người mua và cả người bán. Với sự đầu tư vào hệ thống kho bãi và dịch vụ vận chuyển, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, xu hướng mua sắm online trên các nền tảng thương mại xuyên biên giới dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Điều này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho cơ quan quản lý để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh cho thị trường thương mại điện tử. Vâng, theo như phóng sự trên thì có thể thấy rằng hiện nay thì có nhiều sàn thương mại điện tử xuyên biên giới dù đã hoạt động ở Việt Nam được một thời gian nhưng chưa được cấp phép của cơ quan chức năng. Và điều này thì sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào đối với người tiêu dùng cũng như là thị trường thương mại điện tử của nước ta? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia. Vâng, xin chào chị Yến Phi. Cảm ơn chị đã dành thời gian với truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, thưa chị, là hiện nay thì có một cái tình trạng là rất nhiều sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đang hoạt động rầm rộ ở Việt Nam, tuy nhiên lại chưa được cấp phép. Vậy thì điều này sẽ gây ra những cái rủi ro như thế nào cho người tiêu dùng Việt? Khi mà khách hàng mua một cái sản phẩm trên bất cứ một sàn thương mại điện tử xuyên biên giới nào thì cái rủi ro về sản phẩm nó rất là cao. Khách hàng không trực tiếp nhìn thấy được sản phẩm mà chỉ thông qua những hình ảnh mà các sàn thương mại điện tử mang lại thì sẽ có cái rủi ro là khách hàng sẽ khi mà nhận được hàng thì sẽ không nhận đúng cái sản phẩm mà mình mong muốn, có thể nhận được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và cái rủi ro tiếp theo đó là về thông tin cá nhân của khách hàng. Khi mà mua bất cứ sản phẩm nào trên bất cứ các sàn nào từ thương mại điện tử xuyên biên giới thì mình phải để lại tất cả các thông tin cá nhân thì có thể là bị lộ thông tin. Và cái rủi ro cuối cùng đó là tất cả các sàn thương mại điện tử hoạt động xuyên biên giới mà chưa được cấp phép thì khi mà khách hàng mua sản phẩm tiêu dùng thì đến khi mà hàng hóa
có bất cứ một cái vấn đề nào thì cái vấn đề về đổi trả, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng hoặc hoàn tiền sẽ rất là khó khăn. Khi mà các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới bắt đầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam thì họ đã sử dụng những cái phương pháp cạnh tranh cực kỳ quyết liệt, ví dụ như là giảm giá khuyến mại rất là sâu này, hay là tập trung vào các mặt hàng là giá rẻ, siêu rẻ để có thể thu hút người tiêu dùng. Chị có nghĩ rằng đây là một cái hình thức cạnh tranh có phần tiêu cực và điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các cái hoạt động sản xuất, kinh doanh và các cái sàn thương mại điện tử ở Việt Nam hay không? Vấn đề cạnh tranh về giá thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực hơn là tích cực. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ không có lợi trong cái cuộc chiến về giành thị phần về giá cả. Và cái thứ hai, chính sách về thuế, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam vừa nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia vào sàn thương mại điện tử đều phải chịu quản lý từ các cơ quan nhà nước, cơ quan thuế. Nhưng đối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, tại vì họ chưa có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, cho nên là cái vấn đề về thu thuế và vấn đề về thanh toán, vấn đề về khuyến mãi thì hoàn toàn không kiểm soát được. Thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp với những cái người mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam cũng như là những nhà sản xuất vừa và nhỏ. Bộ Công Thương cho biết là sẽ siết chặt các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để tạo ra một môi trường thương mại điện tử công bằng, lành mạnh và bền vững. Là một người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, theo chị thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện các cái giải pháp như thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu này? Cơ quan nhà nước Việt Nam nên có một cái chính sách quyết liệt hơn để ngăn chặn các sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép, chưa được quản lý tại Việt Nam. Họ phải lập văn phòng tại Việt Nam, cũng như là họ phải chịu thuế, chịu ràng buộc về các vấn đề pháp lý. Và họ phải đảm bảo sản phẩm của họ phải là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và có pháp lý rõ ràng. Chúng ta nên có những cái chính sách về thuế, về kiểm soát hải quan, về thông quan hàng hóa minh bạch hơn, rõ ràng hơn đối với tất cả các sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp vào Việt Nam thì nó mới tạo ra được cái môi trường công bằng. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin mà chị đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Mới đây, ngày 26 tháng 10, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 8598 chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử. Rõ ràng là sự xuất hiện của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ gây sức ép không nhỏ đến các nhà kinh doanh và thương hiệu trong nước. Hiện nay, thì các nhãn hiệu nội địa đang nỗ lực tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời kỳ vọng rằng cơ quan chức năng có những hỗ trợ kịp thời để đảm bảo tốt sự công bằng trên các sàn thương mại điện tử. Mặc dù khá lo lắng trước sự đổ bộ ồ ạt của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, nhưng doanh nghiệp này thừa nhận có rất nhiều điều học hỏi được từ các nền tảng này, từ cách vận hành, logistics, chương trình khuyến mãi, thậm chí kể cả mẫu mã. Doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ tập trung tìm sản phẩm ngách, độc đáo, chất lượng và bản địa hơn. Chúng ta đang có một cái thế mạnh là chất lượng và sản phẩm của chúng ta đang là những cái cốt lõi ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cần phải đẩy mạnh về những cái dịch vụ ra nữa. Thì đây là những cái mà mục tiêu của chúng tôi đang cần nhắm đến, cùng phải chung tay để làm sao cho người dân của chúng ta tự hào khi sử dụng hàng sản phẩm của chúng ta. Thay vì tốn chi phí để thuê mặt bằng, thuê nhân viên để mở cửa hàng, thương hiệu này tập trung tạo nhiều ưu đãi cho khách hàng mua online, cả về giá cả và dịch vụ hậu mãi. Nhờ vậy mà số lượng khách hàng quay trở lại mua lần 2, lần 3 đạt tỷ lệ 20-30%. Khách hàng Việt Nam của mình mua hàng của mình thì chắc chắn là sẽ dễ trao đổi hơn, dễ để mình có thể tư vấn cũng như là mình chăm sóc họ. Ví dụ như một khách hàng mua một cái đôi giày của mình mà về bị hư thì mình chỉ cần 1 đến 2 ngày là mình đã xử lý đổi cho khách hàng ngay lập tức rồi. Còn khách hàng mua hàng ở nước ngoài thì rõ ràng là cái vấn đề này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, bên cạnh thách thức về thị phần ngay trên sân nhà, nhìn từ góc độ lạc quan, hàng hóa thương hiệu Việt hoàn toàn có cơ hội để xâm nhập vào các thị trường nước ngoài thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới với sự đầu tư mạnh mẽ hơn về công nghệ cho hệ thống logistics. Chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là tại sao gửi hàng từ nước ngoài về Việt Nam mà đến tay người tiêu dùng lại còn nhanh hơn là chúng ta đặt hàng ở trong nước và các cái nhà cung cấp là người Việt Nam, thì rõ ràng là cái dư địa về phát triển và chúng ta cần phải nắm bắt cũng như là học cái cách mà các bạn ấy phát triển nhanh chóng, áp dụng và từ đó thì chúng ta mới tạo ra được những cái lợi thế riêng cho những cái người bán hàng, những cái nhà sản xuất và các cái sàn thương mại điện tử ở Việt Nam được. Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa luật thuế giá trị gia tăng theo hướng các sản phẩm bán trên nền tảng số không được hưởng thuế 0% để chống thất thu, gian lận trong hoàn thuế VAT.
Và thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo là sẽ giữ vững tốc độ phát triển trung bình 25% một năm, thuộc nhóm các quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Điều này cũng đặt ra những thách thức và cần sớm hoàn thiện về hành lang pháp lý để vừa đảm bảo sự công bằng minh bạch, đồng thời tận dụng tốt thời cơ thúc đẩy phát triển kinh tế. Tin quốc tế, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sơng 19 dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đặt dấu mốc trong việc duy trì ưu thế của lực lượng vũ trang nước này. KCNA nêu rõ tên lửa đã bay quãng đường dài hơn 1.000 km trong hơn 80 phút, ở độ cao tối đa hơn 7.600 km so với mặt nước biển, trước khi rơi xuống khu vực lắp đặt trước ở ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gọi vụ phóng thử là hành động quân sự phù hợp, cho thấy sự sẵn sàng phản ứng của nước này trước tình hình an ninh leo thang trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định chính sách tăng cường lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau vụ phóng, thì ngoại trưởng ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm, cho rằng vụ phóng thử mới nhất vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực mới nhất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết, các nền kinh tế của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã chứng minh khả năng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh xảy ra các cuộc xung đột ở khu vực. Với sự leo thang gần đây của cuộc xung đột giữa Israel-Hamas và những tác động rộng lớn hơn của tình hình căng thẳng trong khu vực, IMF nhận thấy là giá dầu tăng đã gián tiếp mang lại lợi ích cho các quốc gia sản xuất dầu của GCC. Ngoài ra, theo IMF, sự đa dạng hóa kinh tế và các quỹ đầu tư quốc gia bền vững đã bảo vệ các nền kinh tế GCC khỏi những hậu quả trực tiếp của xung đột. Báo cáo của IMF cũng nhấn mạnh việc các nền kinh tế GCC dốc sức cải cách kinh tế. Theo báo cáo, thì tăng trưởng của khu vực phi dầu mỏ trong GCC dự kiến sẽ vẫn mạnh, đạt 3,7% trong năm nay và 4% vào năm sau. Tỷ lệ lạm phát của GCC dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức khoảng 2% cho đến năm 2025. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, những năm trước, tuyết thường xuất hiện trên núi Phú Sĩ vào ngày 2 tháng 10, nhưng riêng năm nay, văn phòng khí tượng địa phương Kofu, đơn vị ghi nhận tuyết đầu mùa trên Phú Sĩ từ năm 1894, chưa công bố bất kỳ dấu hiệu nào về tuyết rơi do thời tiết ấm áp bất thường. Điều này gây lo ngại về tác động của khủng hoảng khí hậu đối với một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng này. Nguyên nhân được cho là đến từ nền nhiệt độ ấm áp kéo dài do mùa hè kỷ lục, cộng thêm những trận mưa liên tiếp sau đó đã ngăn tuyết rơi trên đỉnh núi. Được biết, nhiệt độ trung bình của Nhật Bản từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 1,76 độ C so với mức bình thường, phá kỷ lục trước đó là 1,08 độ C vào năm 2010. Không chỉ Nhật Bản mà toàn cầu cũng ghi nhận một mùa hè nóng kỷ lục lần thứ hai liên tiếp, với năm 2024 đang trên đà trở thành năm nóng nhất lịch sử do ảnh hưởng từ hiện tượng tự nhiên El Nino và các yếu tố nhân tạo như khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục tăng cao. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.